các thành viên của đội tuyển Việt Nam ngoài là những cầu thủ tài năng thì còn là nam thần trong lòng rất nhiều người. Kể cũng đúng thôi vì chẳng kiếm đâu ra được nguyên tim các chàng trai mạnh mẽ, cung ngầu, tính cách lại còn thú vị như thế. Bên cạnh đó, đây còn được đánh giá là một lứa cầu thủ cực kỳ văn minh, từ trên sân bóng cho đến ngoài đời. Là cầu thủ thì cũng như idol hay ngôi sao nổi tiếng thôi, nghĩa là có fan thì cũng có anti-fan chưa kể đến việc chỉ cần một sai sót nhỏ trong trận đấu cũng khiến bạn nhận về cả rổ gạch đá. Tuy nhiên, rất nhiều nam thần sân cỏ của chúng ta lại có cách xử lý khủng hoảng vô cùng thông minh mà không kém phần dễ thương. Âm thanh đau lòng nhất trên sân tối qua, hậu ơi, vòng sau mày đừng ra ngoài nữa. Ảnh, tổng hợp